Thank you.
ngàn cân tại Vivo City. Một lần nữa, chúng tôi xin được phép mời quý vị cùng tham gia chương trình Facebook Vivo Contest của chúng tôi. Mời quý vị nhanh tay chụp hình tại sự kiện ra mắt bộ phim và đăng tải lên Facebook cá nhân để chế độ public và hashtag sắc đẹp ngàn cân, hashtag ai cũng có quyền tỏa sáng. Bốn giải thưởng là bốn voucher. Xin mời quý vị chúng ta chụp ảnh tại sự kiện hôm nay và đưa lên cá nhân của mình để chế độ public, hashtag sắc đẹp ngàn cân, hashtag ai cũng có quyền tỏa sáng. Bốn giải thưởng là bốn voucher diễn biến tại Sihon Resort của nhé, trị giá 250 đô dành cho hai người sẽ được trao tặng cho bốn khách nhà khách lượng quan nhiều nhất trong năm nay sắc đẹp ngàn cân. Xin chân thành cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị, xin được phép đại diện ban tổ chức sự kiện ra mắt sắc đẹp ngàn cân, chúng tôi xin được phép kính nhờ tất cả anh chị em báo chí, đặc biệt là anh chị em phóng viên ảnh, chúng ta có thể rời khỏi khu vực thảm đỏ để tiện sắp xếp cho phần. Thank you.
Một lần nữa, đại diện ban tổ chức, chúng tôi xin được phép mời tất cả thành viên của ekip sản xuất và ekip bộ phim, chúng ta tiến gần lại khu vực sân khấu trung tâm để cùng đến với buổi ra mắt bộ phim Sắc Đẹp Ngàn Cân. Và kính mong tất cả anh chị em báo chí, đặc biệt anh chị em báo chí ảnh, chúng ta có thể rời khỏi khu vực tác nghiệp gần sân khấu. Ban tổ chức chuẩn bị cho phần tiếp theo của chương trình. Xin chân thành cảm ơn.